Hello, chúng tôi kể nhau quay trở lại với mình nha. Này. Cái này sang kim cương, kim cương 4. Gì nó sai sai. Con gì vậy? Có con cá rồi. Con cá gì đấy? Xe bọc thép, cá bọc thép à? Số giảm nhiều hơn số cái loại từ trong này. Quá 10 điểm. Sorry. Của thủy điện Sơn La là 175 mét, thì ngày hôm nay đã được
thấy cái trạng khô hạn.